Mình 45 tuổi rồi còn học điểm hát được không vậy? Mong rep. Em chào anh, thì 45 tuổi mình học guitar điểm hát vô tư, mình có thể là học lên solo tại vì thời gian học đàn á khoảng nếu mà tập trung á, hơn 1 năm là anh em có thể là chơi cả về điểm hát cũng như là solo rồi, nhưng mà quan trọng là phải tập đúng lộ trình nha. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu cho anh cái lộ trình giáo trình điểm hát video của bảo guitar. Nếu mà anh có thể tham khảo thì anh đi đúng cái lộ trình này full hết luôn. Đầu tiên là cái phần đầu tiên, cái bộ đầu tiên là về điểm hát, sẽ làm cho anh em hoàn toàn từ đầu là liệt cả liên ngón anh em, rồi những cái điều cơ bản đó, hoặc là van sơ đó, rồi những quạt chả ba lá này nè. Đó, hầu hết tất cả các điệu thông dụng đây này có thể là chơi được điểm hát. Anh em khi mà anh em chơi điểm hát thì anh em nên tập hầu hết tất cả những cái điệu thông dụng luôn đi. Sờ rock, bolero, ballad, blue, van, cha cha cha, bebop, anh em tập hết. Để khi mà đụng những cái bài mình thích thì mà mình chơi được hết, tại vì những cái điệu cơ bản là mình đã biết hết rồi. Thì những cái bài nào mà mình thích mà nó vô tình, ví dụ như vô điệu bebop mình cũng chơi được. Còn anh em mà chỉ chơi sờ rock hoặc là bolero, những cái bài sung sung như disco bebop thì anh em lại lại không chơi được, đúng không? Tại những cái điều đó mình không có tập qua. Đấy. Rồi sang anh học xong cái bộ này là anh nắm được phần về về điểm hát nè, ngón ngón tay mình cũng ngon nè. Thì mình luyện khoảng độ 3 tháng, 3 tháng tại cái phần đầu tiên là nó hơi lâu. Xong rồi anh cố gắng sang bộ thứ hai là sẽ giúp cho anh là cảm âm, bắt tông, đập âm, tại vì đôi lúc á, khi mà mình điểm hát thì mình phải cố gắng là bắt tông cho chính bản thân mình. Đúng không? Bắt tông cho chính bản thân mình thì mình hát cái bài đó mới là hay nhất. Chứ nếu mà anh hát theo những hợp âm trên các trang á, thì nếu mà nó cao quá, thấp quá thì mình hát không hay. Bộ này sẽ giúp cho anh là cảm được nốt, cảm được hợp âm luôn. Đó, mình bắt tông chính bản thân mình mà. Rồi sau đó anh muốn ngon, ví dụ như anh muốn là sang solo thì em có những cái bộ solo la thứ hoặc là mi thứ. Ví dụ la thứ thì có những cái bài hai cái bộ này là solo nó dễ cho anh em tập. La thứ đô trưởng là một bộ, rồi son trưởng mi thứ là một bộ. Rồi sau này á em có làm riêng cái bộ là solo fingerstyle slow rock và solo fingerstyle bolero, đó hai bộ là riêng cái dòng nhạc slow rock và bolero. Nếu mà anh thích nhạc nhẹ bolero slow rock thì mình có thể tập thêm. Rồi và một cái bộ là chuyên bolero, bolero nâng cao. Trong cái bộ bolero nâng cao thì nó có những cái ví dụ như là giúp anh phân tích để mình chơi một cái bài bolero cho hay, chuyển đoạn, chuyển câu, chuyển từ phân khúc sang điệp khúc cũng như là điệp khúc sang sang phân khúc ngược lại đó. Hiện tại thì quay tóm lại là nếu mà anh mà cần một cái lộ trình đúng và chuẩn, từ hồi xưa giờ em dạy cũng đã gần 10 năm nay đổ lại để em đi dạy offline rồi, và bây giờ thì em đang là sang cái mảng là online để hỗ trợ cho anh em đó. Thì anh cần thì anh có thể là vào phần hồ sơ của bảo guitar cũng như là anh em á, cần những cái bộ giáo trình hoặc là full, làm full hết từ đầu cho nó chuẩn á, giống như bảo guitar vừa nói á, thì anh em có thể là vào phần hồ sơ thì em sẽ tư vấn kỹ càng hơn cho anh em đó. Rồi một lần nữa thì cảm ơn anh đã quan tâm cũng như là anh em đã xem clip.